3 cách ứng xử của người khôn ngoan khiến ai cũng yêu quý bạn. Kính thưa quý vị, người ta vẫn thường nói thái độ sống sẽ quyết định chất lượng sống của mỗi chúng ta. Thứ mà quyết định chất lượng sống không phải là tiền bạc, vật chất mà chính là thái độ. Thái độ sống là cái sự thể hiện của những lời nói, cử chỉ, hành động, đánh giá, nhận xét về con người hay là các sự vật hiện tượng xung quanh. Thái độ sống mang tính tiêu cực hay là tích cực thường sẽ biểu hiện qua những vẻ bề ngoài của người đó. Nó có thể hỗ trợ hoặc là gây hại cho bạn, tùy vào cách mà bạn quản lý nó. Nó có thể lạc quan hoặc là bi quan, có thể làm cho bạn suy sụp hoặc là cổ vũ cho bạn. Theo như đó, muốn có một cuộc đời cao sang, phú quý, một kẻ khôn ngoan sẽ không bao giờ phạm phải 3 chữ đại kỵ sau đây. 1. Không nói lời tùy ngữ. Sống trên đời, muốn nhận được sự tôn trọng từ người khác, trước hết phải biết cách đối nhân xử thế, chân thành, nhưng mà cũng không phải là khôn ngoan. Cổ nhân xưa có những điều răn dạy vô cùng sâu sắc, cho tới ngày nay, đó chính là không được nói lời tùy ngữ. Có câu rằng, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Ý rằng, bảo chúng ta trước khi nói cái điều gì, đều phải nghĩ trước hậu quả và phải đặt mình vào vị thế của người nghe để mà biết được lời nói của mình có phù hợp hay không. Người xưa có câu, thiện ý 1 câu ấm 3 đồng, lời ác lạnh người 6 tháng dòng. Bất kỳ một lời nói tùy ý nào đều có thể để lại những kết quả khác nhau. Lời hay ý đẹp khích lệ người khác thì mang tới thiện lành, còn lời nói xấu mà làm tổn thương tới người khác lại có thể gây hại những hậu quả khôn lường. Ngôn ngữ là một cây cầu kết nối giữa con người với con người, cũng là một phương tiện rất quan trọng để mà chúng ta nhận thức về thế giới bên ngoài. Vậy cho nên, nếu mà muốn nói rõ ràng, nói thú vị, làm cho người nghe vui vẻ hài lòng, dễ nghe hay là lọt tai, thì hãy nói lời tốt đẹp. Cũng như là cách ví von rằng, cái miệng của chúng ta giống như là cái cửa lớn, không có biết giữ miệng giống như để cửa toang hoác, kẻ lạ mặt sẽ dễ dàng đột nhập và biết hết tất cả bí mật ở bên trong. Ý chí cũng giống như là tay hay là chân của trái tim. Khi mà ý chí không kiên định, tay chân sẽ đi loạn xạ, đi vào con đường tà đạo. Cũng giống như khi mà người ta thiếu đi kiên định, người ta sẽ dễ bị dụ dỗ, lôi kéo trong một phút yếu lòng. Lời nói ra như là một bát nước đổ đi, không thể nào lấy lại được nữa. Cho nên mỗi câu trước khi phát ngôn đều cần phải suy nghĩ sao cho cẩn thận. Miệng của chúng ta là ngôn ngữ, là phát ngôn trái tim của chúng ta. Nói cái gì, nói thế nào cho nó phù hợp với tình huống không do miệng mình quyết định, mà là được quyết định bởi trái tim và trí óc. Miệng người chúng ta giống như là đao kiếm sắc bén, có thể mang tới điều tốt đẹp cho mọi người xung quanh, nhưng mà cũng có thể dễ làm ra gây ra điều ác, gây họa cho con người. Thuận miệng hứa hẹn chỉ khiến cho uy tín của bản thân tổn hại trong mắt của đối phương. Những cái chuyện mà mình không thể nào làm được, tốt nhất đừng bao giờ gieo hy vọng trong lòng người khác. Làm như vậy chẳng khác nào đang tự phá hủy danh dự của bản thân. Đó không phải là cách hành xử của người khôn ngoan. Chuyện riêng tư của người khác không thể nào nói ra. Những bí mật mà người khác bởi vì tin tưởng cho nên mới chia sẻ với bạn thì nhất định phải giữ cho kín. Một khi hủy hoại lòng tin của người khác thì bạn chẳng còn đáng tin trong mắt bất kỳ ai nữa. Khi tức giận, hai người tốt nhất nên tách nhau ra, cho cả hai một khoảng lặng để mà suy nghĩ và bình hòa lại. Sau khi cơn giận nguôi đi thì hãy tiếp tục giao tiếp. Nếu không, những lời nói trong lúc tức giận, giận dữ có thể hủy hoại mối quan hệ giữa cả hai. Người ta mất 2 năm để học nói, nhưng mà mất cả đời để học cách im lặng. Nếu mà không biết rõ ràng, tường tận vào một sự việc nào đó, thì cứ bảo là không biết. Đừng có cố vẽ ra một kịch bản sai sự thật để chứng tỏ rằng mình là kẻ hiểu biết, vì bạn sẽ không biết được người đối diện sẽ moi móc lỗi sai của bạn
hay là đem câu chuyện đó mách lẻo với người khác và sinh ra rất nhiều rắc rối về sau. Thứ hai, không làm việc tùy hứng. Làm việc gì cũng như vậy, hãy cứ để tâm và có trách nhiệm với những gì mình làm. Có như vậy bạn mới có kết quả, nhận lại kết quả đáng mong đợi. Đừng bao giờ làm mọi thứ một cách tùy tiện, hời hợt. Hứng thì làm, không hứng thì lại bỏ dở. Hãy cứ nhìn vào tổng thể và tính đến tương lai lâu dài, chứ không phải là mang tâm tình nhất thời. Nếu như bạn muốn vào một trường đại học tốt, bạn phải học tập đủ chăm chỉ. Muốn được một công việc tốt, bạn phải có đủ năng lực cho công việc đó. Mọi thứ trên đời đều có giá của đó. Để có được thứ bạn muốn thì bạn phải trả giá. Không có thứ gì tự dưng mà trên trời rơi xuống, chứ không thể tùy hứng, muốn làm gì là làm ấy. Ai trong chúng ta cũng có hoàn cảnh, thân phận khác nhau, có trách nhiệm của riêng mình. Người thì là trụ cột trong gia đình và có trách nhiệm với gia đình. Người thầy là trụ cột của trẻ em, có trách nhiệm với học sinh. Trong nhiều trường hợp, hành động của chúng ta không có xuất phát từ tâm trí mà lại đến từ cảm xúc của chính chúng ta. Lúc đầu có hứng thú lên, bắt tay vào, làm rất chăm chỉ. Nhưng mà sau vài ngày, bản thân ta lại cảm thấy chán, bỏ dở. Cứ lấy ví dụ như cái việc học ngoại ngữ. Hôm nay thì thấy hứng, việc học cái từ mới, lập tức bắt tay vào, học luôn. Nhưng mà sau một tuần, bắt đầu thấy lười đi, mất hứng rồi, bỏ đấy. Đến khi thấy người khác thành công bằng cách học như thế thì lại tặc lưỡi cho rằng họ là người thông minh, họ có thời gian, rồi thì lại bắt đầu ghen tị với họ. Nhưng mà bạn có nghĩ rằng trong khi những người đang ra sức học ngày học đêm, miệt mài ngày này qua ngày khác, thì có lẽ lúc đó bạn đang mải mê xem một bộ phim, đọc truyện hay là la cà trong các nhóm chat với bạn bè, nói chuyện trên trời dưới đất. Ai cũng có quỹ thời gian 24 tiếng một ngày. Sắp xếp công việc sao cho hợp lý thì bạn sẽ có thời gian làm được nhiều việc. Làm việc tùy hứng, khi hết hứng sẽ chẳng làm được gì nên hồn. Cảm xúc chính là kẻ thù lớn nhất của đời người. Chỉ có thể kiềm chế được cảm xúc mới có thể làm chủ cuộc sống của chính mình. Do đó, bạn phải làm chủ động kiểm soát cảm xúc của bản thân và biết điểm dừng. Thứ ba, không làm người tùy tiện. Cùng với không nói lời tùy ngữ, không làm việc tùy hứng, thì thái độ sống của một kẻ khôn ngoan còn thể hiện ở việc không làm người tùy tiện. Cuộc sống của chúng ta luôn có rất nhiều cám dỗ. Con người cũng có những khuyết điểm riêng của mình. Nhưng mà con người thì là hơn nhau ở chỗ có khả năng kiềm chế dục vọng và sống có nguyên tắc, thì kẻ đó sẽ là người chiến thắng. Làm người thì không thể quá tùy tiện. Người quân tử là người biết việc gì mà mình nên làm, việc gì mà mình không nên làm. Phải có lương tâm, có đức độ với bản thân. Cho dù trong hoàn cảnh như thế nào, một người phải hành động ra sao cho hợp tình, hợp lý, hợp pháp, và không làm bất kỳ điều gì trái với lương tâm của bản thân. Nhưng khi một người vi phạm lỗi, dù cho đó là lỗi nhẹ, không vi phạm pháp luật, nhưng mà lương tâm sẽ không bỏ qua cho anh ta. Anh ta sẽ phải chịu dằn vặt, cắn rứt lương tâm, quẫy cùng trong đau khổ. Xã hội có quy tắc, làm người cũng cần có nguyên tắc. Một người tử tế, lương thiện và sống có nguyên tắc thì sẽ được mọi người quý mến, tôn trọng. Ngược lại, người không có đạo đức, vô lương tâm sẽ chỉ khiến cho mọi người tránh xa. Thế sự biến đổi không ngừng, đời người thì ngắn ngủi, có vài chục năm. Đừng bao giờ hoãng phí trong cuộc đời của chúng ta trò chơi của tuổi trẻ. Mỗi người chúng ta chỉ sống có một lần, hãy nỗ lực phấn đấu, làm việc thật chăm chỉ, gặt hoa thơm trái ngọt của riêng mình, để làm cho cuộc sống này có giá trị. Bạn hãy coi trọng cuộc sống của mình. Bạn hãy sống nghiêm túc, làm việc nhiều có ý nghĩa, thì cuộc sống này chắc chắn không bạc đãi bạn. Người mà sống nghiêm túc sẽ có thể nhận được phần thưởng xứng đáng từ cuộc sống. Phần lớn con người ta thiếu vốn không phải là tiền, mà là tâm thái nhiệt tình với cuộc sống, có những mục tiêu theo đuổi cụ thể với cuộc sống tốt đẹp. Rất nhiều người luôn thích đổ lỗi cho hoàn cảnh để mà bao biện cho thái độ sống thả trôi,
theo dòng đời của mình. Rằng vì hoàn cảnh khó khăn cho nên tôi mới phải sống tạm bợ. Đó chỉ là lý do mà thôi. Người khác sống như thế nào không quan trọng. Điều quan trọng là bạn rốt cục muốn sống như thế nào mà thôi. Hơn nữa, bạn mà không có tiền nhưng mà có thể đạt được tâm suy nghĩ. Không tiền có thể đặt ra mục tiêu theo đuổi. Không tiền có thể tìm kiếm hứng thú, niềm vui. Không có tiền có thể nảy ra những ý tưởng sáng tạo khác nhau. Sống thì không tuyệt đối, đừng bao giờ nên cam chịu. Đừng bao giờ để hoàn cảnh chi phối, mà hãy cố gắng thay đổi. Cuộc sống của bạn ra sao phụ thuộc vào thái độ sống mỗi ngày của bạn. Cuộc sống tốt là một loại năng lượng và thái độ tích cực. Nếu mà bạn tin rằng bản thân mình xứng đáng để có một cuộc đời đẹp đẽ, thì bạn mới biết cách yêu thương bản thân mình hơn, làm cho bản thân tốt hơn, trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống và có đủ năng lực tiến bước về phía trước. Nếu đến bạn mà còn không tin vào bản thân mình, thì ai có thể giúp bạn được đây? Tin tưởng vào bản thân có thể trở thành một người xứng đáng với những điều tốt đẹp, khiến cho bản thân trở thành một người đáng được yêu, thì bạn nhất định sẽ gặp được người xứng đáng với bạn.